Vâng, cũng muộn muộn rồi thì em lại bóc cái gói hàng này ra nhé. À, không biết là con này là con gì nhưng mà nhìn trông nó cũng khủng bố phết. À, trông rất là khủng bố nhé. À, nóng dày dặn luôn. Quá dày dặn, quá to luôn, không biết nó là máy gì nữa. Đây, để em sẽ khui ra để cho các bác xem nhé. Biết là nó đóng kiểu gì nữa. Đó. Bọc quá nhiều xốp quý vị ạ. Chẳng chịt luôn ạ. Không biết là phải nó trắng hết âm ra nó cũng không biết đằng nào mà phải cắt đây. Rồi, em sẽ gọi là đấy. Chắc cái này phải cắt nắp tươm ra. Tạm tạm đấy nhá. Ok, em sẽ dừng máy quay tí để em sẽ tắt tắt ra cho dễ. Vâng, đấy. Cuối cùng là khui được em nó ra nhá. Đó. Một cái sạc nó to, nó gọi là bằng gọi là to gấp mấy lần cái bàn tay này. Trông kinh khủng à. Đó. Một cái sạc đây quý vị nhỉ. Đó. Sạc của nó nhá, phải là dùng cái sạc chuyên dụng này mới được à. Đó. Chứ không phải con nào cũng dùng được đâu. Sạc tận 240W đây. Kinh khủng. Cái sạc to, quý vị nhìn này, so sánh giữa cái sạc đấy với cả sạc này thì nó to gấp 5 lần, 6 lần. Cái sạc kinh khủng luôn. Đó. Ok. Đó. Hàng về nét căng như Sony. Đó. Bây giờ xem con này là model gì nhá quý vị nhá. À, dòng này dòng Precision 7730. Đó. Wow. Con này là con siêu sao. Con này là một con siêu sao nhất trong dòng Precision. À, siêu sao nhất luôn. Vật vã với kích thước màn hình 17 inch. À, kích thước màn hình 17 inch. À, em sẽ review cái này. À, sau khi mà đã kiểm tra test em nó nhé. À, con này thì hàng về siêu đẹp luôn. À, hàng siêu đẹp luôn. À, cấu hình siêu cao, siêu đẹp. Long lanh bên trong thì long lanh như mới, bên ngoài thì quá đẹp lét long lanh nhá. Đó. Ok. Đó. Đây em vào cái win này nhá, em vào win này em cho quý vị xem luôn nhá. Con này cấu hình của nó là Core i7 8750 nhá. Đó. Con này chạy 12 CPU. Đó, dòng dòng này là dòng máy chạm dành cho đồ họa và siêu đồ họa luôn nhá, siêu đồ họa và siêu game. Con này về hiếm lắm nha quý vị nhá. Những dòng mà 15.6 inch thì nó về nhiều, nhưng mà những dòng 17.3 inch này thì về cực ít nhá. Đấy, quý vị nào mà thấy video mà cần thì là lấy alo luôn cho em nhé. Bởi vì thực sự ra là những máy này nó rất hiếm quý vị ạ. Không có nhiều đâu. Những dòng máy này không có nhiều đâu ạ. Vâng. Con này giá xuất xưởng của nó rơi vào khoảng tầm trên 100 triệu đấy ạ. Vâng, giá xuất xưởng của nó trên 100 triệu. Và số lượng của nó có ở trên thị trường thì nó gần như đếm trên đốt ngón tay. Đếm trên đầu ngón tay. Đấy, cực ít. Đấy, nói thật quý vị luôn là cực ít, siêu ít luôn. Đó. Đó. Tuy nhiên về giá bán về thì nó cũng không phải là cao đâu quý vị ạ. Đấy. So với những cái con mà ví dụ 15.6 inch thì nó lại rất rẻ. Ví dụ 15.6 inch với cấu hình này thì nó cũng chỉ giá tầm này thôi. Nhưng mà những con này thì có được cái là gọi là siêu khủng luôn, nhưng mà lại cấu hình của nó gọi là thuộc dạng là rất ok. Đấy. Nhưng mà giá về đến đây thì của nó hết sức là hợp lý. Đấy. Đây. Đấy, ra 16 này. Đấy. Đấy. Con này có một cái card đồ họa on board là 630 nhá. Đấy, card đồ họa on board 630. Đó. Đấy. Và ở đây là cái
Độ phân giải của nó lên tới 1600 nhân với 900. Đó. Rồi, ok ạ. Rồi, ok tiếp nhá. Đấy, phía bên này thì nó có một cái cặc. Đây, cặc render nhá. Đó, với của tên cặc là VKX4150 nhá. Đấy. Rồi, ok. Con này thì thoải mái về thiết kế đồ họa luôn, dòng 7 730 là dòng gần như là đời cao cấp nhất luôn của cấu của dòng máy chạm rồi. Đó. Đó, với con này thì của nó thì quý vị không phải suy nghĩ luôn nhá. Đó. Giờ chúng ta sẽ xem cái ổ của nó ổ bao nhiêu. Đó. Con này có một cái ổ là ổ 512 GB này. 512 GB này. Con này nói chung là con này cấu hình rất ok luôn. Đấy, quý vị sử dụng con này thì quá ok luôn rồi nhá. Nét căng như Sony rồi. Ok, máy thì đẹp long lanh. Đây là em sẽ cho quý vị xem qua luôn máy luôn nhá. Phần bên trong này của nó thì đẹp long lanh như mới luôn. Đấy, quý vị nhìn này. Đẹp long lanh như mới luôn. Rồi, ok, đây, chi tiết qua một chút xíu nhá. Về bàn phím thì sử dụng bàn phím QWERTY của Song Ngữ nhá. Rồi bật lên là cái bàn phím tiếng Anh đây. Phần trên này đây nhá. Bàn phím tiếng Anh phần trên này. Tab Caps Lock Search này, Enter này. Ngoài ra trên này có F1, F2, F3, F4, F5 này, F6 này, số từ số 1 đến số 9 này, số 0 này. Ngoài ra nó có một cái phần bàn phím phụ bên này nữa để chúng ta đánh số nó sẽ nhanh hơn nhá. Rất là mới, rất đẹp. Bây giờ em sẽ xem cái phần bên ngoài. Đấy. Phần bên ngoài thì của nó thì siêu đẹp luôn nhé, đẹp long lanh như mới. Đó. Rồi chúng ta sẽ xem xung quanh nhé. Đấy. Siêu đẹp luôn. Đấy. Đấy. Siêu đẹp luôn, nó có gọi là gần như là nó có cái dấu ấn của những cái đường nét long lanh giống như kiểu gọi là không tì vết. Đấy. Đấy. Nó rất là đẹp, hai cổng USB này, cổng này cổng tai nghe này. Đấy. Con này hệ thống tản nhiệt của nó thì thôi siêu luôn rồi, siêu đỉnh luôn rồi. Đấy. Con đeo này thì hệ thống tản nhiệt của nó siêu đỉnh luôn. Đấy. Siêu khủng, siêu đỉnh. Ai ai mà có tiền tại thời điểm này mua những con này thì thôi rồi, chất lượng thì thôi rồi luôn. Đấy. Những năm trước mà mua những con này thì nó phải lên tới mấy chục triệu ở cái viện nhá. Đấy. Chứ không ít đâu. Đấy. Đấy. Bây giờ thì nó quá là ok rồi. Phân khúc của nó cũng là thuốc đang thuộc top đầu luôn rồi nhé. Năm nay thì của nó giá của nó rất rẻ, giá quá rẻ luôn. Đấy. Hàng máy tính bây giờ thì nó cũng đang giá nó đang lên đấy, cái việc đây lại hệ thống tản nhiệt đây nhé, hai cổng Type C này, hai cổng SD này. Đó. Đấy. Đằng sau này có cái cổng sạc này, cổng USB này, cổng mạng LAN này, hai cổng HDMI này. Đấy. Rất ok. Đấy. Nói chung là em sẽ lật cái đít của nó lên nhé. Đó. Siêu mới luôn, nói chung là con này về siêu mới, siêu mới, siêu đẹp, là mới chứ chưa từng bao giờ có con nào mới như thế này luôn, chưa từng có con nào mới nhất và đẹp như con này luôn. Đấy. Đấy, chúng ta xem qua cái sạc của nó khủng nhá, cái sạc này quý vị mua chắc chắn không bao giờ dưới tầm 1 triệu. Đấy. Riêng con này tầm triệu, triệu rưỡi luôn, cái gì đâu cái sạc này. Đấy. Những cái sạc bình thường đã là 600-700 rồi. Đấy. Sạc 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 bình thường, không phải sạc nhỏ mấy kia, sạc máy nhỏ kia khoảng 200-300 thôi, còn những máy sạc mà gọi là tầm mà sử dụng để máy chạm ấy là phải tầm 600 rồi, không ít đâu. Rồi ok ạ. Đấy. Quá lét luôn ạ. Đấy, hàng về thì em bật luôn nhé, chạy ok, chạy luôn các thứ luôn. Đấy, em sẽ xử lý cài đặt lại win, sử dụng các cái win tiếng Anh nhé để quý vị sử dụng giống win thông thường. Đấy, còn bên Nhật này thì người ta sử dụng Win Nhật. Đấy, bây giờ sẽ chuyển sang Win tiếng Anh để quý vị sử dụng nhé. Đó. Những con siêu hiếm này thì quý vị nào quan tâm thì alo ngay cho em nhé. Không có thì nó cũng bởi vì em về nó không nhiều đâu. Đấy, cái này số lượng về nó chỉ có một con thôi. Thỉnh thoảng mới lấy được một con thôi quý vị, chứ không phải là hôm nay lấy được một con, mai lấy được một con, ngày kia lấy được một con, không có đâu ạ. Đấy. Thì cái này em vẫn bao test cho quý vị một tuần nha quý vị nhé. Đấy.
bao test chu bị 1 tuần, tất cả hàng về zin nguyên bản luôn nhé. Vẫn tặng kèm theo sạc đây, sạc vẫn tặng kèm nhé. Ok, quý vị nào lấy thì alo cho em nhé, số điện thoại của em là 0966594581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin cảm ơn. Và em xin được báo giá luôn nhé, báo giá con này không có quên mất luôn. Con này giá của nó là 13.900.000 nhé quý vị nhé, 13.900.000. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Một con siêu hiếm, siêu đẹp và long manh như này thì chắc là quý vị đợi một con nó mới hơn thì chắc không bao giờ có luôn. Em khẳng định luôn, không bao giờ có một con nào mới hơn được con này. Và cũng chả con nào giá tốt hơn con này được nữa. Đấy, chỉ sợ là giá nó lên thôi chứ còn không bao giờ sợ nó ấy nhá. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.